Hello anh em, và trong video này chúng ta sẽ cùng trở lại với game thể bài tu tiên GCN, cùng đến với một nhân vật mới vừa ra mắt gần đây, Hoa Cầm Thụy. Nhân vật này thuộc nhóm ngũ hành và có bộ kỹ năng cực kỳ ảo diệu. Cái nội tại đầu tiên của nhân vật này là đầu mỗi lượt các bạn sẽ được thêm một máu của linh thú với mỗi lá bài ngũ hành có trong bài của các bạn. Cho đến khi các bạn đạt được 20 máu theo dạng này thì nội tại này sẽ chuyển đổi thành là các bạn được một cộng dồn đỡ đòn đầu lượt. Từ đó thì nhân vật này sẽ làm nhân vật 120 máu, tức là bạn có khả năng bán máu sâu hơn để có thể đánh về late game. Các lá bài chúng ta sẽ cùng xem vào trong trận. Còn nội tại thứ hai thì nó sẽ là kích hoạt nguyên tố thủy và thêm một khí ở đầu trận. Và nội tại cuối cùng khi các bạn lên cấp 5 hóa thần, nó sẽ là một cái nội tại cực kỳ hay, tức là khi các bạn kích hoạt lá bài theo ngũ hành tương sinh thì bạn được một khí, một máu tối đa và hồi một máu. Và khi đó thì cái lá bài thứ hai này, đó, lá này, nó sẽ được chase, tức là truy kích. Từ đó thì chúng ta sẽ sinh ra cái combo bài khá thú vị, đánh theo cả 5 nguyên tố, cực kỳ đau đầu cho cái nhân vật này. Tức là khởi đầu với lá bài này, các bạn sẽ được thêm cộng dồn thủy lực với mỗi 5 máu đối phương mất trong cái đòn đánh tiếp theo. Cái cộng dồn thủy lực này thì dễ hiểu thôi, tức là có bao nhiêu cộng dồn thì đối phương sẽ mất bấy nhiêu máu ở đầu lượt của đối phương. Lá thứ hai là cực kỳ quan trọng trong bộ bài này, đập cả thế giới, tức là các bạn có 4 sát thương, phá phòng, tức là phá được nhiều giáp của đối phương hơn. Và với mỗi nguyên tố khác nhau trong bộ bài của các bạn thì lá này tăng 4 đam, tức là nếu các bạn để cả 5 nguyên tố nó sẽ là lá 24 đam, mà đây chỉ là cấp 1 thôi. Sau đây là thứ ba, đó là các bạn có 4 cộng dồn thủy lực, được thêm 8 máu tối đa và hồi 8 máu với mỗi cái cộng dồn thủy lực mà các bạn đã có. Và trước đấy thì cái lá này gây rất nhiều sát thương để các bạn được cộng dồn thủy lực, là các bạn sẽ cực kỳ trâu với cái lá bài này. Sau đấy các bạn sẽ kích hoạt ngũ hành thủy sinh mộc, thế là các bạn sẽ được cho lá này truy kích để đánh tiếp luôn lá này, gây 6x3 sát thương và giảm máu tối đa của đối phương về cái lượng máu hiện tại, khiến cho đối phương không thể nào hồi máu được. Tiếp đến thì nó chỉ đơn giản là một lá phòng thủ. Sau đấy chúng ta lại quay lại cái lá kim truy kích này. Lá này gây sát thương kết liễu, tức là 10 sát thương và thêm 1 sát thương với mỗi cộng dồn thủy lực. Bộ bài cực kỳ nhiều sát thương. Nó sẽ giống như thế này này. Ngộ là bộ bài đánh ngũ hành bánh cuốn rồi các bạn. Đây nhá, thủy trước này. Nó tích đam ạ. Một gõ vào mồm. Sau đấy stack thủy đấy, lên rất nhiều máu, 8 stack thủy. Sau đấy mình đánh một cái này. Chơi này, gõ hỏa này. Wow. 47 máu kìa, trừ máu tối đa, khó chịu chưa? Ai xong búp thủ này, xong chase. Ây da, vỏ cũng đau, vỏ cũng đau. Xong rồi dùng hai lá thủy đấy, xong rồi gõ một phát tới đi. Cực kỳ bá đạo đúng không? Nếu bạn thích video thì nhớ ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Chúc bạn xem video vui vẻ. Thôi bài trông nát thế, bài nát thật đấy các bạn. Bày ba cái ấn thổ sinh kim hỏa. Bạn này tu vi 1, mình được đánh trước à? Ngon, mình không thắng được đâu, bài mình như cái nịt à, như cái nịt, không cần thắng mà chỉ cần thua đừng nát quá thôi. Chém kinh thế, uff đau thế. Tôi vẫn nghĩ ở nguyên tố chỉ đánh họa là bú nhất. Thủy sinh mộc, ghép lại hai lá này, lá siêu hòa này phế nhá, ăn luôn, đổi chỗ. Họa có gì ngon lắm? Họa có reroll, họa có mấy cái lá reroll để reroll ra những lá mình cần. Các bạn, cái bọn nguyên tố là bài của nó khỏe quá, nó đánh theo nguyên tố ấy nên nó không kẹp bài khác. Mà không kẹp bài khác thì kiểu như các bạn đấy có khu giao dịch ấy, mấy lá reroll bao giờ cũng mạnh mà. Cái nga game nó chiến thuật lắm. Nhưng mà tất nhiên là sẽ có những cái mà mình vẫn chưa biết, là mình chỉ nhận định theo quan điểm mà hiện tại mình con gà mờ thôi. Trò này nó nhiều cái lắm. Thu 2 à, ngon. Đây này thấy không, exchange cat cộng 2 này các bạn. Đáp cái lá này đi. Đáp luôn lá này đi. Lên sớm nhất có thể lấy lá này. Lá này ngon quá mà. Kích hoạt mộc. Một vấn đề của lá này là nếu mình dùng lá này thì mình sẽ ít đi một máu hồi ấy. Nhưng mà nó vẫn ngon hơn nhỉ. Thế này thôi, hai tấn công hồi một khí kích hoạt mộc, ít đi một máu của stack nội tại, nhưng mà chắc là vẫn ngon. Mình thấy họa chỉ hợp với thổ vì có đép, thủy chơi với đan vì có khí á.
Đấy cũng là một cách nói. Và Thủy chơi với Đan thì được cái là sẽ trâu. Mà tôi đang không muốn đánh Thủy nữa các bạn, tôi đang muốn đánh ngũ hành như cái bạn kia ấy. Chứ chưa tôi không đánh chỉ thuần Thủy nữa. Trừ khi mà khóa đỏ chắc vậy. Khỏe nhở. Đấm kìa. Hay là cấp 2. Ai, sợi hỏa thổ này. Hay là lấy cái lá này thì siêu eco luôn. Mà lá này muộn quá, hai lá này thì tệ quá. Ừ, rút một thôi. Ồ ngon. Ủa sao lại bị thiếu khí à? Ok kìa. Ờ được rồi, tạm đi. Không kịp để mấy lá hỏa nó xếp đẹp hơn một tí là ngon rồi. Hỏa là đầu mạnh nhỉ. Xếp sai lá này tại vì không kịp mấy giây cuối, nhưng mà thôi không sao, 9 đam vẫn đau lắm. Có giao tranh mình có quyền thắng à? Ô kìa, đau ấy. Đó, xếp sai mới thua. Ăn lá này. Ăn lá này, ăn lá này. Mình có thể ăn để lên cấp luôn à? Mà như thế thì hơi thọt, chưa chắc đã có bài để đánh. Thiếu khí quá. Đổi luôn lá đầu để tăng tụ vi á. À, tức là các bạn muốn đổi luôn mấy lá bài á, hay như nào? Sợ đổi luôn lá đầu để tăng tụ vi à, chưa hiểu. Chọt kinh thế. Là long dao khác. Bao giờ thì mình chơi được long dao vậy các bạn? Chắc còn lâu, tại vì còn phải làm xong clip con này á. Ngon, đáp cái này đi, đột phá cái. Lấy cái này đầu trận kích hoạt thủy và lấy một khí. Thế thì sẽ đủ à? Thế thì các bạn sẽ đầu trận kích hoạt thủy và lấy một khí như này sẽ được này. Vẫn thiếu à? Tốn khí đấy à? Thiếu khí thật sự. Đổi luôn là exchange để làm gì à? Sai rồi. Lá này. Đây nhá. Bây giờ đổi là sau cấp 3 này. Nó có tỷ lệ ra lá xanh đúng không? Chứ đâu phải là tôi để dành đâu các bạn. Quan trọng là mình đổi phải có ích ấy. Mình phải tìm đổi những lá có ích thôi các bạn. Mình đổi mấy lá vô ích thì nó sẽ thọt. Chính là để lá này ra sau à? Lá này có mạnh lắm đâu. Chọc đau ấy. Ui trời. Chấp nhận thôi. Bán máu mà. Đáp. Đối phương mất máu. Như này thì sao? Chả khác gì à? Hoặc là mình có thể bỏ lá này đi. Sau đấy dùng lá này ở đây thì sẽ đủ khí dùng lá này. Vì lá này thật ra là khá là vô dụng mà. Nghe hợp lý hơn không? Cái yếu tố đánh trước của game này rất quan trọng. Đấy là lý do tại sao là lúc nào mình cũng bán. Nhưng mà tất nhiên các bạn giữ thì các bạn sẽ có khả năng gộp lại. Gộp lại thì dùng để đép máu sẽ hiệu quả hơn. Thổ à? Kinh nhờ. Mà nó cũng không đủ bài thổ là cái chắc. Đủ bài thổ thì việc gì nó phải đánh kiểu vậy. Phải dùng mấy lá phế phế kìa. Sắp lên cấp rồi. Thoải mái. Đoạn gồng mình phế vậy. Là kim này của mình bị phế. Hòa trận à? 70 máu à, thoải mái. Lá này là một trong những lá điển hình của họa, khiến cho họa nó reroll rất mạnh ấy. Các bạn sẽ được rút một lá mà trong cái phần lựa chọn của tăng tu vi lúc mà luôn lên cấp ấy. Thì cái lá này, cái này sẽ thi thoảng rút ra những cái lá kiểu màu tím rất là mạnh hiểu không? Cái này có gì mạnh không?
Không, mà công nhận là con nhân vật lại phải chơi xoay ngũ hành năm hệ là một cái mà tôi không giỏi lắm. Tôi đánh năm hệ ngũ hành hơi hơi a đủ. Tôi thích đánh thuận một hệ hơn. Mà với cả chắc là tại vì thế gọi là tôi đánh của newbie. Thắng á. Ông yếu hơn cả mình, ông này bán máu à. Pet pet. Pet pet pet. Nice. Hỏa này. Đáp này. Thủ mộc trận này. Đột phá này. Rút hai lá thủy à? Hay là chín máu nhỉ? Cảm giác rút hai lá thủy vẫn ngon hơn à? Để chín máu ăn thua đâu. Lại lá thủy. Ui. Hai lá thủy này để thành. Ui, gì đấy? Chắc để thành thành phun thủy à? Hello. Này là Fire Blast này mạnh này. Lá mộc cùi cùi này roll đi này. What the hell? Không có đủ mana các bạn. Từ từ đó, loạn thế nhờ. Làm quen ngũ hành phải trận là không, tôi đánh ngũ hành nhiều rồi nhưng mà đánh ngũ hành 5 hệ khó lắm. Các bạn phải thuộc hết tất cả các bài, xong bạn phải thuộc hết tương tác của tất cả các bài 5 hệ cơ, khó vậy chứ ấy. Tự nhiên lại ra cái bài thủy cho kiểu này khó nhỉ. Ra một đánh vua smash. Nhưng mà đây là câu chuyện của việc đánh thủy, các bạn có thể xoay bài được mà, các bạn xoay thủy thuần cũng được. Nếu mà ra nhiều trận thủy các bạn đánh thủy thuần. Hoặc các bạn đánh kết hợp thì cũng được mà. Ở này phế, à đâu. Đồ cứ roll nữa. Earth à. Cái này vứt này. Vua Smart đây rồi. Này bạn đi đánh vua Smart này nhờ, chỉ một lá thủy thôi. Vua Smart. Mộc. Hỏa. Thổ. Mà lá thổ này phế. Thổ kim. Kim xong rồi lại thủy. Thủy xong rồi lại mộc à. Tạm thời thế à. Như này thì thiếu mana. Ok tạm này rồi. Dối quá, đánh 5 hệ dối thật đấy. Lấy tạm lại để búp khí, phế vết rồi. Được có một sách thủy, nhưng mà công nhận là cái World Smart nó tempo mạnh thật. Các bạn nhìn cái là World Smart đấm một phát. Đoạn đầu này đi cả 30 máu làm sao người ta đỡ. Lá thổ đấy của mình phế vậy. Trò này khó thật, trò này đến bao giờ mới đến cái mức độ ứng biến mà xoay bài điên cuồng được thì nhìn nó chất lắm. Trận này giống đánh thủy thuần quá, nhưng mà thủy thuần các bạn lại không dùng lá thủy thuần thì hơi ngu si nhở. Earth Cliff này. Là con gà này. Hỏa trận. Lá này. Là Increased Attack của hỏa này có ăn thua không nhở? Để thử tạm vào đi. Dust này là phế này. Wood này là tăng đam này. Đập War Smart trước rồi sao? Thật ra tôi có thể chơi thủy thuần luôn á. Đống bài dưới này của tôi là thủy thuần này. Kim chơi ngon hơn à? Chắc không, lúc nãy thằng kia nó không dùng chim chơi mà nó dùng kim này cơ. Nhưng công nhận là cảm giác con này thủy thuần nó cũng không mạnh lắm ấy. Cho nên là tôi hơi phân vân. Tí cái chat kìa. Cái chat bịp bỏ xứ ra. Nghe cậu tí cái chat đi thì thấy hơi bịp bịp rồi. Thế nghe bịp vãi chưởng, không phải bịp vừa.
Đó là bài lần này mình yếu này. Thua cả thằng này luôn ạ. Thua không ta? Không đủ khí. Ui, what's match? Không đủ khí à? Ổn thế. Lại. Ê, vai nồi. Tự nhiên ăn mất một khí. Không đánh thủy thuần nữa. Đột phá đi. Ngoài trận này thì mới không mất khí đúng không? Mình không dùng lá này vậy. Tôi nhớ là nó không dùng lá này đâu. Roll đi. Ghê thế, không muốn cũng phải dùng à. Lá mộc. Bom. Pẹt pẹt. Tôi thấy cái lá này nó cũng chẳng bao giờ dùng để chơi được nhá. Tại vì đánh trước World Smash thì chả chơi được. Đầu thế nhở. Mình đánh cũng đau. Thắng rồi. Nhọt. Kên 3 stack thủy thêm 6 máu các thứ với mỗi stack thủy. Nhưng mà mình lại không có cái lá kia. Cái lá hỏa này có mạnh không? 4 x 2. Mộc chased. Tăng 1 đam. Thật ra thì mình có thể mộc hỏa thổ kim thủy mộc xong rồi một lá hỏa nữa à? Kiểu lá hỏa phượng à? Nãy nó dùng lá này này. Thủy lấy lá tăng phốc của water là lá nào nhỉ? Đừng bảo là cái lá mà tôi skip là cái lá mà có phải không ta? Có phải cái lá mà sao nghe giống đấy, có phải cái lá cái lá mà không túa mana hay gì? Tao này cũng mạnh phết nhở, ít mạnh bằng mình. Đó khoan đã. Ui, chết luôn. Mình vẫn còn non và xanh quá các bạn ạ. Earth clip vẫn ngon hơn là cái lá kia. Lá này có ngon hơn không? Lá này được cái là có đam để dồn ấy. Cứ vàng là ngon hơn á. Chắc không? Nghe bị phải nồi thì... Nghe chắc chắn là kim vàng đấy không ngon hơn lắm đâu. Thổ thì có lá ngon, lá nào thì mình nhớ. Phải nồi thổ có lá ngon hả? Nãy bài ông ý dùng cái gì nhỉ? Tôi bảo chụp lại xong đéo chụp xong rồi cúc. Ủa sao mình không được chơi ta? Nó không chơi à? À mẹ, trời cấm chơi nữa. Khổ vậy, ông này thế suốt của ông chơi gì? Chơi thổ. Má à. Không scout bài. Bài yếu cấm chơi cũng vậy à. Đây á, game 2 stack for the water tốn không khí á. Tôi nhớ lúc nãy nó dùng lá này mà. Kiểu như nó dùng hai lá này này. Xong nó dùng lá cuối là lá khác à? Chứ lá này có tác dụng gì đâu. Hỏa này. Hai lá đầu trên tay tôi lên đầu á.
đúng không? Nó là sẽ là đánh như thế này, sau như này lấy stack thủy, đúng chưa? Sau như nào nữa? Rút hai lá mộc đi á. Như này á. Phải có một lá thủy ở cuối. Có một cái lá thủy để dứt điểm là cái lá lúc nãy mình bán đi à? Khó nhở, bài đánh ngũ hành đầu não thật. Đấy nhá, có 3 khí này. Xong rồi các bạn sẽ 4 stack thủy. Bo một phát. Nó đỡ à? Ui khó thế nhờ, thằng này còn got up à? Thế đi cút rồi. Khó thế nhờ, chơi cut up thì làm sao mà đỡ ta? Như là mình hai lá chơi với nhau à, sai lầm rồi. Thắng được không? Đúng rồi, tôi biết lá cuối là lá gì rồi. Đấy là tại sao là nó lại phải roll cái lá đó. Hiểu hiểu cách đánh rồi, hiểu hiểu bài này rồi. Gần như là hiểu hết luôn đấy. Ngon này. Tại lá cuối phải là lá thủy cơ, không hai chơi được mà. Hết lần roll này. Top 2 luôn rồi này. Hai đổi 3 này hợp lý hơn nhỉ? Thì mình sẽ được stack thủy, xong cái này tối ưu hơn, xong rồi cái này cũng được kick chase này, xong đánh chase tiếp ở đây, xong là cuối này lại kích thủy, kim lại sinh thủy ngược lại, hợp lý không? Go. Rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Ngộ ra bộ bài đánh ngũ hành bánh cuốn rồi các bạn. Đây nhá, thủy trước này. Nó tích đam ạ. Một gõ vào mồm. Sau đấy, stack thủy đấy, lên rất nhiều máu, 8 stack thủy. Sau đấy mình đánh một cái này. Chơi này, gõ hỏa này. Wow. 47 máu kìa, trừ máu tối đa, khó chịu chưa? Ai xong búp thủ này. Xong chơi. Ấy da. Vỏ cũng đau, vỏ cũng đau. Xong rồi dùng hai lá thủy đấy. Xong gõ một phát tới đi. Ôi, top 1 luôn. Hay tê nhờ, ngộ quả bộ bài ngũ hành. Lớn ngớ vừa top 1.